xem nào. Thấy không? Màu tím luôn. Xem. Chị xem nó như thế nào. Đây, các bạn thấy không? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Đã mấy hôm rồi mình chưa làm clip. Thì hôm nay mình nhân tiện mình có một cái máy điện phân của ông em ông ý để lại cho. Mình sẽ thử làm điện phân cho các bạn xem. Chứ cũng không hẳn là thử nữa mà về màu cơ bản thì mình làm ok. Cho nên là mình sẽ làm cho các bạn xem cái sự khác nhau giữa các chất liệu titan này. Rồi sự khác nhau giữa titan và inox nó như thế nào. Tại vì có nhiều bạn ấy, thì cũng liên hệ với mình, rồi nhắn tin cho mình hỏi là anh ơi, anh lên màu cho em cái cây ná inox này. Thì mình nói thật với các bạn là sau clip này các bạn sẽ hiểu inox có lên màu được hay không. Đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem chi tiết về cái sản phẩm nhé. Rồi, bây giờ mình đã chuẩn bị một cái thau nước này. Nước này là nước nước lọc thôi các bạn nhé, chưa có gì hết. Thì bên trong là một cái này là cục titan này, cái này để mình làm cực âm đó, mình kê đây để lát nữa mình đấu cực âm. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái thanh titan, hai cây ná. Mình sẽ lấy baking soda để đổ vào nhé. Đây, nguyên liệu không thể thiếu đó là baking soda. Baking soda là cái chất bám dẫn các bạn ạ. Đó. Baking soda các bạn. Xong quậy nó lên thôi. Cái chất liệu titan thì nó làm rất nhiều cái sản phẩm ứng dụng khác nhau. Nhất là trong ngành hàng không vũ trụ này, ngành hàng hải này, hay là trong ngành y tế. Vì sao nó lại được sử dụng nhiều trong những ngành đó? Thứ nhất là ngành hàng không vũ trụ thì nó cần đến cái chất liệu gọi là bền ấy, bền nhẹ. Đó, cứng bền nhẹ. Thì titan nó đáp ứng những nhu cầu đó. Cái thứ hai là chống ăn mòn. Thì các bạn biết rồi, ví dụ môi trường biển chẳng hạn, thì nước muối mặn nếu mà sử dụng bằng sắt hay là bằng một số vật liệu khác chẳng hạn thì nó sẽ bị oxy hóa, thì dẫn đến tình trạng là sẽ hư hỏng các thiết bị, nên là phải sử dụng những cái vật liệu đặc biệt. Thì titan nó không bị ăn mòn, không bị oxy hóa ở môi trường biển, thành ra nó sẽ được sử dụng nhiều. Là một vật liệu đa năng cho nên là titan nó khá là đắt các bạn ạ. Ngày phô nguyên liệu nó rất là đắt rồi. Nó tính tiền bằng ký chứ không phải là tính tiền bằng mét nữa. Trong y tế cũng vậy. Thì titan nó là cái vật liệu mà nó không bị oxy hóa, nó thân thiện với kiểu như là cơ thể con người, cho nên người ta hay làm những ốc vít. Chẳng hạn như là chúng ta bị gãy xương, nó làm những cái con ốc mà để chốt vặn giữ cho cái xương của chúng ta nó cố định. Đấy. Thì bây giờ mình đã hào hòa cái panh soda rồi, các bạn thấy vẫn còn này này. Thì giờ mình kệ, không sao hết. Để không sao hết. Muốn lên màu điện phân thì chúng ta phải có một cái máy như này. Đây. Mình cho các bạn xem. Đây, muốn lên màu điện phân chúng ta phải có một cái máy như thế này. Đây, muốn lên màu điện phân chúng ta phải có một cái máy như này. Đấy, lát nữa mình sẽ điều chỉnh vôn cho các bạn xem nhé. Thì bây giờ cần những cái gì nữa? Đấy. Giờ mình sẽ chỉ cho các bạn. Đầu tiên là chúng ta cắm điện vào đã.
cái cực âm này này. Cái dây đen này là cực âm. Cái máy thì có hai cái cực khác nhau các bạn nhé. Một là cực âm, hai là cực dương. Thì chúng ta sẽ đấu cái phần cực âm vào cái, chúng ta sẽ đấu cái phần cực âm này, này. Và cái cục titan này. Đây, mình chuẩn bị sẵn để cho nó nổi lên rồi. Đó. Cái phần cực dương này chúng ta sẽ đấu vào một cái que, một cái cây titan. Nói chung là nhất định phải là cái vật liệu titan các bạn nhé, thì nó mới có công dụng tốt. Đây, một cái cây đấu vào như này. Bây giờ mình sẽ để một cái cây ná vào. Các bạn lưu ý nhé, khi các bạn để cái ná vào thì các bạn tránh là tình trạng là nó để chạm vào cái phần cực âm. Nếu mà để chạm vào là nó sẽ gây ra tình trạng là chập điện, là không lên màu được. Bây giờ mình sẽ bật máy lên. Đấy. Các bạn nhìn thấy cái vôn không? Mình sẽ quay sang bên đây một tí cho các bạn nhìn thấy nó có cái vôn. Đấy. Cái phần điều chỉnh vôn này. Đây, mình cặp vào đây. Phần điều chỉnh vôn nhé. Đây này. Đây là cái phần điều chỉnh vôn. Thì muốn lên màu thì các bạn để cho nó chạm vào cái phần cực dương, chạm vào trong cây ná. Đó, các bạn vặn điều chỉnh cho cái vôn này là tăng lên. Đấy, các bạn thấy số nó nhảy chưa? Số nó nhảy chưa? 2,7V, 6V. Đó, các bạn nhìn thấy ở trong cái thau của mình nó đã sủi bọt không? Tức là điện, dòng điện nó đã chạy qua. Mà dòng điện này là dòng điện một chiều các bạn nhé. Đấy, mình tăng lên khoảng 10V đi. Đó, nó sủi khá là nhiều. Màu của cây đá nó đã chuyển sang màu hơi đồng đồng rồi. Mình tăng lên 15V đi. Các bạn thấy không? Nó màu sậm hơn. Màu sậm hơn nhiều. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Mình tắt đi, mình cho các bạn xem. Nó ở mức 15V các bạn nhé. Rồi. Ở đây mình không muốn nó ướt tay nên mình sẽ dùng cái kẹp. Kẹp đâu ta? Ôi giời, mình sẽ dùng cái cây này mình lấy lên. Đây, mình cho xem các bạn xem cái màu trước. Đây. Đây các bạn thấy không? Màu này mình cũng không biết là gọi là màu gì nữa. Kiểu như màu cà phê ấy các bạn ạ. Đây. Nó như màu cà phê ở mức 15V. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống tiếp các bạn nhé. À, thì bây giờ mình có hai cây ná. Thì mình sẽ cho cái cây này, thử cái cây này này, xem nó như thế nào. Các bạn xem nhé. Đây. Đầu tiên là mình sẽ đấu cái cực dương vào cây titan, xong mình lại gài vào. Đó. Ok. Bật máy lên nào. Tiếp tục chỉnh vô lên. Đó. Chậu lại bắt đầu sôi. 8V. Chuyển từ màu trắng sang màu hơi ngà ngà, hơi vàng vàng. 10V. Màu hơi vàng vàng rồi các bạn ơi. 12, 13, 14. Rồi, mình sẽ chỉnh đúng 15V các bạn nhé. Đó, 15V. Rồi ok, mình để cho nó một chút xíu. Rồi, 15V nhé các bạn nhé.
mình sẽ tắt máy đi. Đây, mình sẽ nhắc ra cho các bạn xem cái hiệu ứng nó như thế nào. Đó. Ơi, các bạn thấy thế nào? Hai cái ná bằng titan. Đó. Cái màu rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đây, màu nếu mà lau khô đi nó rất là đẹp. Nói chung là màu sắc nó sẽ tương đồng giống nhau ấy, nó không có gì khác lắm đâu. Bây giờ mình sẽ cho lên một cái màu khác nhé, cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tăng cái vôn lên để chuyển lên màu khác cho các bạn xem. À. Mình sẽ chạy lại từ đầu. Nhưng mà màu nó sẽ không thay đổi, phải qua 15V màu bắt đầu phải thay đổi các bạn ạ. Mình chuyển lên khoảng 20V. Đó, các bạn thấy chưa? 20V này. Màu nó tím hơn này. Đây là cái phân biệt giữa hai cái màu bên trong bên ngoài các bạn thấy. Này, màu nó tím hẳn lên. Tím hẳn, nó khác hẳn với cái màu này. Đấy các bạn ạ. Rất là đẹp nhé. Cho lên 25V đi, xem nó sao. Đó. 25V thì cái màu nó sáng hơn các bạn. Tím sáng hơn. Hai màu nó khác nhau rồi đúng không các bạn? Bên trong này nó có thể màu cái thật thì nó sẽ nhạt hơn, nhưng mà do nó quyện vào cái thau màu vàng này cho nên ánh nó sẽ sáng hơn. Vì các bạn thì mình sẽ lên màu để cho các bạn xem cái hiệu ứng lên màu nó như thế nào đó. Bây giờ mình sẽ cho cái này lên tầm khoảng 30V đi, để cho nó có sự khác biệt đi. Đó, các bạn thấy không? Nó sáng hơn một chút xíu nữa. Nó đổi thành màu bạc bạc rồi. Cho lên 35V. Sáng hơn nữa. Đấy, nó chuyển tông rồi các bạn. Chuyển tông màu sáng bạc rồi. Đấy. Trong cái clip thì các bạn thấy là cái độ chuyển màu như nào rồi đúng không? 40V. Đó, nó ra màu khác rồi các bạn ơi. Chuẩn bị sang màu xanh xanh rồi. 45V đi. Đó, 45V các bạn thấy không? Bên ngoài nó sẽ là như màu xanh cốm các bạn nhé. 50V đi. Đó, 50V thì nó ra cái màu, chuẩn bị ra màu hơi xanh xanh, ánh xanh nhưng mà có một chút xíu màu vàng. 55V. Đó. Bắt đầu chuyển sang màu vàng các bạn ơi. Mỗi một cái dòng điện nó sẽ cho ra một cái màu sắc khác nhau các bạn nhé. 60V. Có màu ánh hồng rồi các bạn ơi. Ánh hồng. Đó, mình sẽ chuyển lên thêm nhé các bạn nhé. Cho tăng dòng điện lên. 65V. Đấy, màu hồng, màu ánh tím. 70V. Đó, nó chuyển sang hẳn màu tím rồi các bạn ạ. Đấy, chuyển sang màu tím rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem nhé. Đấy, 70. À, ok, mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem này. Đây. Đây. Các bạn xem không? Thấy không? Màu tím luôn. Rất là tươi, rất là đẹp. Màu sắc rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cho lại. Mình sẽ tăng lên tiếp xem nó ra những cái màu gì nữa. Cho các bạn xem. À, tiếp tục nha các bạn nhé. 75V đi, xem nó là màu gì. Nó đậm hơn các bạn. Nó đậm hơn. Đậm hơn. 80.
80 bắt đầu nó chuyển sang màu xanh các bạn ơi. Đấy. Màu xanh rất đẹp. Rồi. Các bạn thấy màu xanh chưa? Đây, mình cho các bạn xem. Đây là sự khác biệt những cái màu mà nó tông màu nó khá rõ thì mình cho các bạn xem đây. Các bạn xem. Đó. Chỉ dùng dòng điện một chiều là chúng ta điều chỉnh cái vôn thì nó đã ra những màu sắc khác nhau rồi. Tiếp tục thử nhá. Đây là cái thử clip test, cho nên là mình sẽ không chú trọng vào cái màu sắc như nào mà mình sẽ cho các bạn xem những cái vôn thì nó ra những màu gì. Lên 85V, 86V. Đấy, các bạn thấy không? Ra một màu xanh khác. Rất là đẹp luôn. Càng lên cao thì nó cho ra những cái màu sắc nó khá là đẹp. Là một, thứ hai là nó sẽ bền màu. Đấy. Đây là ứng dụng của lên màu titan, nó là như vậy. Này. Mình sẽ bỏ ra cho các bạn xem nó như thế nào. Đấy, các bạn thấy không? Sự khác biệt này giữa cây lên màu 25V với cây màu 85V khác nhau như vậy đó. Rồi. Giờ mình sẽ cho nó tiếp tục lên xem nó có màu gì nữa. 90V đi. Đó. 90V thì nó cái màu của nó bắt đầu kiểu như chuyển sang màu nhạt thì phải các bạn đúng không? Nó hơi kiểu anh 90 95 96V. Đó. Ra như màu cốm các bạn này. Màu cốm. Đây, 100V. 100V. Đấy các bạn thấy không? Thì nó bắt đầu sôi rồi. Rồi, mình sẽ tắt đi. Để cho các bạn xem này. Ở 100V thì màu nó sẽ màu như này. Thực ra mình chỉ nên dùng đến 100V thôi, tại vì qua 100V thì cái màu nó lại bắt đầu chuyển lại. Tức là nó sẽ qua một cái màu quay đầu trở lại từ đầu. Cho nên là chúng ta không nên qua 100V làm gì hết. Nó chỉ đến 100V là ok rồi. Đấy, các bạn thấy không? Đây. Đấy. Cây lá điện phân titan nó là như vậy. Thì sau đây mình có hai cây inox, thì tiện thể mình sẽ cho các bạn xem nhé. Các bạn xem là inox nó có lên màu được hay không. Đây, đầu tiên thì mình cũng cho cây này vào trong cái thau đi. Cái này là khách gửi cho mình, cho nên là mình sẽ dùng thử nó để test cho các bạn. Các bạn muốn lên màu, đầu tiên các bạn phải cho nó về số 0 nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái cây này vào, cho chạm vào cái cây này inox này luôn. Rồi, tiếp tục quá trình mình thử cho nó lên. Đây, 4V. Các bạn thấy là cái nước nó sôi chưa? Nó sôi rất là nhiều. Sôi rất nhiều nhưng mà lá không lên màu được. Lá chưa lên màu được, vẫn trắng như thường. Bây giờ mình cho lên một thêm tí nữa đây. Các bạn thấy cái đèn đỏ đây này. Đấy, cái đèn đỏ này này. Đó. Đây. Mới có khoảng 6V, đèn đỏ nó đã xuất hiện rồi. Đấy, nó cảnh báo là không lên được vôn nữa. Đấy, nếu mà lên vôn nữa nó sẽ nguy hiểm. Thì các bạn thấy là inox và titan nó khác nhau ở chỗ là như vậy. Titan thì các bạn có thể vặn lên tận 100V, nhưng mà inox chỉ mới lên được 6V là nó đã cảnh báo mình rồi, là không lên được nữa rồi. Lên là sẽ bị chập. Đấy. Thì các bạn thấy là inox khác titan ở cái điện phân lên màu như thế nào rồi, đúng không? Đây là hôm nay mình quay trực quan nhất cho các bạn xem là sự khác nhau giữa inox và titan. Và titan thì lên màu được những cái màu như thế nào. Đấy, cách lên màu titan nó như thế nào. Đấy. Đấy, sự khác nhau này này, nó vẫn sôi này các bạn này.
nhưng mà nó không lên được, không nhảy được. Đây này, mình vặn này. Đấy các bạn thấy không, 6V mốt nó nhảy luôn đèn đỏ rồi. Đó. Cho nên là qua clip này một số bạn có thể hiểu hơn về cái ứng dụng lên màu nó như thế nào nhé, và vật liệu titan và vật liệu inox nó khác nhau ở cái gì. Đấy, thì các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh của mình nhá. Đừng quên để lại một comment nếu mà có cái thắc mắc gì. Ôi, xin chào các bạn. Vừa rồi là một cái clip mà phân biệt cho các bạn thế nào là titan, thế nào là inox. Thì cái phân biệt thì nó rất là dễ, nó không khó gì cả. Nếu mà ở bên ngoài ấy, thì các bạn cầm ấy, thì cái vật liệu inox nó sẽ rất là nặng. Đó. Còn khi mà chúng ta sử dụng cái máy điện phân để lên màu ấy, thì nó thể hiện qua cái màu sắc nó không thể lên được. Là một, đây. Cái cây lá mình vừa mới cho màu lên điện phân này, các bạn thấy không? Thì nó không thể lên được. Cái thứ hai là cái dòng điện ở trên máy hiển thị nó sẽ báo kiểu như đèn đỏ là sự nguy hiểm, thì không thể chạy được nữa. Cho nên là inox khác titan nó là như vậy. Ở đây, còn đây là cái lá titan. Đấy, các bạn thấy không? Cái này mình lên 25V nhé. Đây, mình lau đi cho các bạn xem. Mình sẽ lau đi để các bạn xem là nó khô thì nó khác như nào. Đấy, vì nó ướt là nó ra cái màu khác. Khô thì nó ra màu khác. Đây các bạn thấy không? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp kinh khủng luôn. Đẹp kinh khủng khiếp luôn. Mình rất thích cái những cái vật liệu bằng titan, nó ra những cái màu rất là đẹp nhá. Nó cái kiểu như là ánh ánh nhá, màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Tại sao mình hay làm lá mà mình thích cái vật liệu titan nó là như vậy? Thứ nhất là nó nhẹ, bền, cứng. Nó cứng như inox mà nó nhẹ hơn inox rất là nhiều. Cái thứ hai là khi mà những sản phẩm mà làm bằng titan ấy, thì nó cho ra những cái màu sắc rất là đẹp khi chúng ta dùng điện phân. Đấy thì nó tăng cái tính thẩm mỹ của cây lá. Thì những ai mà thích đam mê cái đẹp ấy, thì vật liệu titan là một vật liệu số 1 trong cái làm lá hiện tại. Nó đáp ứng đủ cái nhu cầu về tính thẩm mỹ này, về độ bền này. Đó. Thì các bạn xem ví dụ như trên mạng người ta bán những cây lá bằng titan mà điêu khắc nó đẹp chẳng hạn ấy, thì giá rất là cao, giá cao kinh khủng luôn. Cái này thì mình rất là thích những cây lá như thế, thì chưa có dịp giới thiệu cho các bạn. Mình hy vọng sau này mình sẽ có nhiều clip giới thiệu cho các bạn hơn về những sản phẩm như thế. Đây các bạn xem này. Đây. Cái này chưa có ốc cho nên là mình cầm nó hơi ngửa ngửa tí. Các bạn thấy không? Màu tuyệt vời chưa? Đây. Đây. Và cái này là lên 100V. 100V thì nó màu như vậy. Cái này là 25V. Đó. Thì tất cả những cái ứng dụng mà lên màu điện phân bằng titan ấy thì nó còn nhiều màu sắc rất là đẹp. Khi người ta biết pha trộn thì màu sắc rất là đẹp. Có gì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu là ấy làm vật liệu bằng titan lên màu để cho các bạn xem cho nó đã mắt. Rồi. Các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.